Sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng chủ trì hội nghị giao ban khối đảng, mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội thành phố nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 năm 2024 và triển khai nhiệm vụ thời gian đến. Từ đầu năm đến nay, Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành 41 văn bản lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn thành phố với 133 độ việc cụ thể, các cơ quan địa phương đơn vị đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai quyết liệt. Trong đó, số đầu việc hoàn thành đạt 12,3%, số đầu việc đang xử lý đạt 53,4%. Công tác xây dựng chỉnh đốn đảng tiếp tục được tập trung, triển khai quyết liệt chủ đề, năm đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tiếp tục khơi thông các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Nhờ đó, các hoạt động kinh tế xã hội được ổn định hội nghị cũng nhận định đánh giá về một số vấn đề nổi lên dư luận xã hội quan tâm như tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng trưởng của thành phố chưa đạt như kỳ vọng phương án sắp xếp sắp nhập các phường trên địa bàn theo phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã giai đoạn 2023-2025 đồng thời đề xuất kiến nghị một số nội dung như cần làm rõ nguyên nhân của sụt giảm tăng trưởng kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắt các dự án ra soát triển khai các giải pháp chống thất thu thuế nhất là trong ngành dịch vụ